Câu 20. Ai trên Internet viết các bài báo tiêu cực và tiết lộ về cá nhân ông và về công nghệ Ren Skyway và tại sao ông không trả lời? Tôi không biết Diazen sẽ nói gì khi bị các đối thủ cạnh tranh công kích. Chả nhẽ nói rằng bạn đã sai và tại sao tôi phải chết đuối. Tôi tốt, tôi đã nghĩ ra một sự đổi mới, vân vân. Và loại phản ứng trên là gì? Nó không thể khác được. Và cô ấy đã như thế vào thời Xô Viết, nhưng còn khó khăn hơn, một gián điệp, một kẻ thù của nhân dân, hành quyết, nhà tù hoặc Colima. Bây giờ đã khác, nhưng mọi người vẫn không thích những người hơi khác những người khác. Một bông hồng nhỏ nhòi ra là phải bị lấy lưỡi hái cắt đi. Stalin cũng nói rằng cỏ sẽ phát triển, cần phải cắt bỏ mọi thứ. Do đó, đây là những người không thích những gì khác biệt với họ. Những người bảo thủ, ngu ngốc, những người luôn không thích những thứ mà họ không hiểu. Họ không hiểu tôi, họ không hiểu tại sao tôi đã làm điều này trong 30 năm mà không kiếm được gì từ việc này. Không ai trả cho tôi bất kỳ khoản lương nào trong suốt những năm này. Trong đó, tôi đặt cả tâm hồn, sức lực, thời gian của mình vào đó. Nhưng anh ta không hề biết điều này, vì anh ta nghĩ rằng tôi cũng giống anh ta. Tốt hơn hết là lấy trộm thứ gì đó, nói dối ai đó, lấy đi thứ gì đó, bởi vì đó là điều dễ hiểu đối với anh ta. Vì vậy, bạn có thể lắng nghe họ. Tất nhiên, tôi không biết những người này và họ không biết tôi. Đó là cách để họ có thể phán xét tôi nếu chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Chúng tôi không bao giờ nói chuyện với họ. Vì vậy, bạn có thể tin tưởng họ hoặc bạn có thể tin tưởng tôi. Đó là lựa chọn của mỗi người.